What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng review cho các anh em một con bàn phím cơ mà giá cực kỳ rẻ. Giá của nó rơi vào khoảng tầm hơn 2 triệu một chút. Khoan, từ từ, hãng nội vội ném đá admin chứ. Thì con bàn phím này tuy có giá khoảng hơn 2 triệu thì nghe có vẻ rất là cao, nhưng so với những cái gì mà nó đem lại cho mình thì phải nói là giá của nó cực kỳ rẻ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ review luôn cho các em về con bàn phím này nhé. Let's go. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái hộp của nó trước nhé. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái ký hiệu của nó sẽ là Zero 3108, và nó sẽ có cái dòng chữ đó là Aco X Ducky ở trên đây. Đó. Vậy là các bạn đã hiểu vì sao mà nó lại đắt như vậy rồi. Tại vì đây là cái phiên bản hợp tác giữa hãng Aco và hãng Ducky, một trong những cái hãng mà làm những chiếc bàn phím cơ khá là đắt tiền. Rồi chúng ta sẽ thấy nhìn những cái khối màu mè như thế này đây, nó cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay có Ducky Channel ở mặt phía sau, để xem nào. Phía sau thì chúng ta vẫn thấy có cái mã hiệu của bàn phím này. Đó. Có cái mã HCAP, tức là cái hãng chuyên sản xuất cái keycap này rất là nổi tiếng đây. Có dấu, có cái ký hiệu của Cherry Sweet là các bạn biết rồi đấy. Một số cái thông tin cơ bản về chiếc bàn phím này, vân vân và mây mây. Ok, không có gì nhiều, mình sẽ cùng mở hộp luôn. Con bàn phím này đóng hộp khá là cứng và nó cũng khít, rất là khít. Đó. Khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía bên trong có một cái tấm nhựa. Cái tấm nhựa này dùng để chống bụi cho chiếc bàn phím này nếu mà mình không sử dụng. Đấy. Có cái này có khá là tiện ích và thường là chỉ có những chiếc bàn phím nào đắt tiền thì nó mới có tặng kèm thôi. Ở phía trong này chúng ta sẽ lấy có một cái lớp bọc. Đó. Rồi chúng ta sẽ lấy ra. Trong này chúng ta sẽ được tặng thêm một cái keybuller. Keybuller này là thuộc dạng keybuller máy đánh, kiểu dạng đánh trứng. Thì cái keybuller như thế này sẽ giúp cho chúng ta nhổ keycap dễ hơn và cũng như là tránh làm hại đến keycap. Những cái keybuller này thường là sẽ tặng kèm trong những chiếc bàn phím cũng đắt tiền thôi. Nên chúng ta còn gì không? Hết rồi, ta chỉ còn chiếc bàn phím thôi. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm một số cái phiếu bảo hành này, cũng như là cái sách hướng dẫn sử dụng. Cái này thì dạng như là dùng để lót đít ngồi thôi chứ cũng không có tác dụng gì nhiều. Chúng ta sẽ cất hết mấy cái vớ vẩn này đi. Ok, và đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta, bàn phím Zero 3108. Thì cái mã hiệu này cũng khá là nổi tiếng rồi ở bên Ducky. Và khi mà các bạn mở hộp ra thì các bạn có thể nhìn thấy một cái khung bằng nhựa. Và cái khung này thì là bằng nhựa nhám chứ không phải là nhựa kiểu trơn trơn. Cái khung này tạo cho cảm giác của chúng ta khá là chắc chắn. Khi mình sờ vào thì nó có độ nhám nhất định chứ không phải là kiểu dạng trơn tuột như những cái bàn phím khác. Trông là bằng nhựa thôi nhưng mà nó cực kỳ chắc chắn luôn các bạn ạ. Khi mà nó bui thì phải nói là khi mình vặn thì rất là cứng, không hề có hiện tượng là flex cũng như là cong vân. Ngoài cái khung viền này thì đập ngay vào mắt chúng ta sẽ là một cái layout rất là chuẩn. Và đặc biệt là nó sẽ được cộng thêm 4 phím ở phía trên này. Phím này sẽ gồm có calculator, tức là phím gọi chiếc máy tính, chiếc bàn tính ấy. Ngoài ra có tăng giảm âm lượng và tắt âm lượng luôn. Cái nút bấm cộng thêm này nó còn được làm bằng switch luôn, chứ không phải là làm bằng những cái nút bấm cao su bình thường như những con bàn phím khác. Đó, bằng switch luôn. Và nó gõ cũng rất là sướng. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn. Và ngoài những cái layout chuẩn như thế này để bạn có thể chơi keycap dễ dàng, thì chúng ta còn có một cái nữa, đó chính là cái phông chữ. Cái phông chữ của em này cực kỳ đẹp. Phông chữ của nó khá là nhỏ nhắn xinh xắn và nó cũng rất là chuẩn quốc tế. Nhìn nó không khác gì những chiếc bàn phím đắt tiền hết. Vậy còn về keycap thì sao? Keycap của em này thì vẫn được sử dụng, đó là keycap PPT. Với keycap PPT thì các bạn biết rồi đấy, cái keycap của em này làm khá là dày và nó cũng làm được làm double shot luôn. Nó sẽ có cái độ cứng cáp hơn, cái độ nhám cũng sẽ nhiều hơn và nó cũng sẽ không bao giờ bị bóng theo thời gian. Tức là khi mà các bạn bấm lâu nếu mà dùng keycap ABS thì nó sẽ bị bóng, nhưng riêng những cái keycap PPT thì nó sẽ cho cái độ bền cao hơn rất là nhiều và lâu bóng hơn rất là nhiều so với những keycap ABS. Chính vì vậy mà những cái bàn phím đắt tiền thì họ mới sử dụng là keycap PPT. Còn những chiếc bàn phím đến từ Trung Quốc hay những phím cấp thấp thì nó sẽ không dùng keycap PPT mà ABS. Ngoài ra thì ở phía dưới keycap thì chúng ta sẽ có một cái tấm nền màu trắng. Cái tấm nền này sẽ giúp cho đèn LED tỏa lên. Nó sẽ được tỏa đều ở phía dưới chân keycap, nhìn khá là đẹp.
Và cái tấm nệm này cũng giúp cho ta có cảm giác gõ sướng hơn và cũng như là đanh hơn. Thiết kế của bàn phím này sẽ thuộc dạng đó là thiết kế swift chìm, tức là những cái chân swift sẽ được giấu ở phía dưới cái khung của bàn phím. Chính vì vậy khi mà nhìn thì nó rất là cổ điển, kiểu dạng như những chiếc bàn phím cổ điển ngày xưa ấy. Chúng ta sẽ sang mặt sau một chút nhé. Mặt sau của em này thì chúng ta thấy có một thiết kế khá là đơn giản, tuy nhiên thì nó vẫn tối ưu cho chúng ta được một cái, đó là cái đường đi dây. Cái đường đi dây này nó cũng sẽ có ba cái rãnh, tức là sẽ có đi vào chính giữa, đi qua bên trái hoặc là đi qua bên phải như thế này, rất là tiện lợi. Những cái bàn phím mà như thế này thì sẽ giúp cho khi mà mình để cây ở bên trái, bên phải hoặc là mình có đi dây vào chính giữa đi chăng nữa thì đều rất là gọn gàng, không phải vướng bận gì nhiều. Chúng ta sẽ vẫn sẽ có bốn cái miếng cao su lồi lên khá là chắc chắn ở đây, rất là cao. Và khi mình để bình thường thì nó đã cao rồi, tại vì cái phần này nó đã nhô lên một khúc so với lại cái mặt phẳng của thằng bàn phím rồi. Còn nếu như mà các bạn muốn cao hơn nữa thì các bạn có thể nâng hạ độ cao của cái lẫy này. Và cái lẫy này nó cũng giống như những chiếc bàn phím kia thì nó sẽ có hai mức luôn, hai mức nâng hạ độ cao luôn, và hai cái mức này đều có chân cao su, rất là tuyệt vời. Nếu mà như các bạn nào mà để ý thì những chiếc bàn phím đắt tiền thì mới có những cái thế hệ thống như thế này. Ở giữa thì chúng ta vẫn sẽ có logo của nhà sản xuất Zero 3108 đây, series vân vân. Về dây cáp thì dây cáp của em này đang sử dụng đó là dây cáp nhựa mà thôi. Và cái nhựa này là nhựa chống rối, nó cũng khá là dày dặn. Đây cũng là có lẽ là một cái điểm trừ hiếm hoi đến từ chiếc bàn phím này. Nó vẫn có cái cổng chống, cái đầu chống nhiễu và cũng như là cổng USB vẫn được mạ vàng, rất là ngon lành. Dây cáp này thì còn bổ sung thêm cho chúng ta một cái đai quấn như thế này nữa. Cái đai quấn này sẽ giúp cho chúng ta có thể làm giảm thiểu cái việc dây nó bị rối cũng như là dây nó lằng ngoằng. Ngoài ra thì con này có thiết kế cái khung gầm của nó khá là cao, cho nên các bạn sử dụng thì nếu như mà không quen thì tốt nhất là phải nên mua một chiếc kê tay nữa để mà nâng cái tay ra cao lên, chứ không sẽ gõ nó sẽ hơi với và sẽ mỏi. Tùy mỗi người thôi, có người thì người ta sẽ thích những cái như thế này. Tại vì tay người ta to hoặc là dài thì vẫn có thể sử dụng được bình thường. Chúng ta sẽ đi về cái phần hiệu năng của em này. Em này đang sử dụng đó là switch của Cherry Emmett, một trong những cái switch mà đến từ Đức rất là chứ danh rồi. Mà một trong những cái switch mà nói đến phím cơ thì ai cũng biết đến cái switch này. Switch Cherry thì cho cái cảm giác bấm, mình cho rằng nó sẽ hơi nặng một chút và nó có cái cảm giác bấm kêu không to, nhưng mà thực sự là nghe rất là sướng tai. Và cái độ nảy của nó cũng rất là tốt. Khi các bạn bấm thì cái cảm giác mà khi mình bấm thì nó rất là rõ ràng, chứ không như những cái switch đến từ phím tàu. Tuy nhiên thì nếu về xét về cái độ bấm sướng tay thì mình vẫn đánh giá con này không bằng con CK108 các bạn ạ. Cái con mà có đi kèm vali á. Cherry switch này thì đây là cherry switch của dạng RGB, tức là nó sẽ làm cái đế trong suốt để giúp cho đèn led xuyên qua. Tuy nhiên thì cái đế này là đế đục, cho nên cái đèn led của nó sẽ không có sáng mạnh những thằng phím cơ đến từ các hãng tàu khựa. Ngoài ra thì em này còn được trang bị một cái hệ thống đèn led RGB 16,8 chỉ màu cực kỳ sặc sỡ luôn và có rất là nhiều chế độ. Và nó còn được kèm theo cả một cái hệ thống, tức là phần mềm. Tuy nhiên cái phần mềm của nó thì vẫn đang hiện tại là đang là tiếng Trung Quốc thôi, chứ chưa có sang tiếng Anh. Cho nên là có lẽ là bên mình sẽ phải chuyển sang tiếng Anh cho các bạn. Tuy nhiên thì nhưng mà cái phần mềm này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì nhiều và phức tạp. Chủ yếu là để macro và cũng như là chỉnh cái hệ thống đèn led. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem cái hệ thống đèn led của em này nhé. Ok, đây chính là cái hệ thống đèn led RGB của em này. Các bạn có thể thấy là cái đèn led của nó vô cùng là mượt mà. Tuy nhiên nó sẽ không được sáng chói như những con bàn phím khác, mà nó chỉ là sáng tỏa khá là đều và êm. Con này thì có rất là nhiều hệ thống đèn led, mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn nhé. Đầu tiên thì để tăng giảm tốc độ led thì các bạn có thể ấn Fn cộng dấu cộng ở trên này để tăng tốc độ, hoặc là Fn cộng dấu trừ để giảm tốc độ chạy led đó. Còn nếu như mà các bạn muốn thay đổi độ sáng thì cái Fn cộng nút lên hoặc là nút xuống để tăng giảm độ sáng, nó có khoảng 3 nấc đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thay đổi hướng bằng Fn cộng với lại nút khóa trái để thay đổi hướng chạy led, hoặc là đổi thành một màu khác. Ví dụ như là Fn cộng ở bên phải thì mình sẽ đổi sang một màu khác đó. Hoặc là có thể đổi sang hệ thống đó là led 7 màu thế này. Ngoài ra thì ở trên đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái nút này thì sẽ mỗi nút sẽ tương ứng với 3 cái chế độ led khác nhau. Đó, thì mình thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ như là nút Fn cộng Insert thì sẽ là chế độ đổi màu liên tục này. Đó, hoặc là chế độ Breathing, tức là hít thở đấy. Nút Home thì chúng ta sẽ có chế độ đó là bấm tỏa ra
xung quanh, bấm nút nào sáng nút đó, hoặc là bấm tỏa ra hai bên như thế này đó. Rất là đơn giản thôi, và các bạn có thể thử mua về và thử trải nghiệm các cái chế độ LED của em này nhé, có rất là nhiều đấy. Tính sơ sơ ra là cũng phải tầm 18-19 chế độ rồi. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn muốn tự thiết lập LED của em này, tức là mình muốn phím nào sáng, phím nào tắt, thì mình ấn FN cộng với lại nút dấu ngã ở đây, ấn FN thêm một ngã dấu ngã một lần nữa. Khi nào mà các bạn nhìn thấy cái ba nút này chớp tắt thì lúc này chính là lúc mà mình có thể tự thiết lập đèn LED. Tuy nhiên thì cái mặc định của nó sẽ là LED tắt đi, tức là LED tối. Và nếu mình muốn chọn màu nào thì mình phải ấn FN cộng với lại nút qua bên tay phải để đổi màu. Đó, đầu tiên sẽ là màu đỏ này, FN phải một lần nữa để đổi sang màu cam. Đó, màu vàng, xanh lá cây. Đó, vân vân và vân vân. Sau khi mình lưu xong rồi, sau khi mình chỉnh xong rồi thì mình ấn FN cộng với dấu ngã một lần nữa để mình lưu lại. Đấy, các bạn có thể thấy. Đó chính là cái hệ thống mình tự thiết lập LED. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể điều chỉnh hoặc là đổi các cái chế độ bằng phần mềm, nhưng mà nó cũng chỉ quanh quẩn chừng đó chế độ mà thôi, chứ không có gì nhiều. Ok, như vậy là mình đã đi qua cái phần đèn LED của em này. Bây giờ mình sẽ gõ một thử một đoạn văn bản cho các bạn xem về cái tiếng gõ của em này. Hiện tại em này đang có hai phiên bản, đó là Black Switch và Blue Switch. Đây là phiên bản Blue Switch. Black Switch thì như các bạn đã biết rồi, nó rất là nặng tay và đầm, dành cho những bạn nào không thích tiếng ồn và muốn có một cái trải nghiệm mà gõ bàn phím nặng một tí. Đấy. Bây giờ mình sẽ để cái mic gần phía bàn phím và gõ một đoạn cho các bạn xem nhé. Đó, như các bạn đã nghe thấy thì cái tiếng bàn phím này nghe rất là sướng tai. Nó nghe kiểu lắc tắp chứ không phải kiểu như là cạch cạch như là những chiếc bàn phím cơ đến từ hãng tàu. Và cái kiểu này khá là giống với con CK, nhưng mà con CK thì cho có cảm giác bấm nó nhanh và nhạy hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì các những cái phím như là phím cắt hay là nút shift hay là nút tab, những phím dài như thế này thì đều cho cảm giác rất là cứng cáp và gõ rất là phê, cực kỳ phê luôn các bạn. Đúng là cái bui đắt tiền nó khác những cái thằng mà bui rẻ tiền các bạn. Đó, nó đắt tiền là ở cái chỗ đấy đấy. Và các bạn biết rồi đấy, cây cáp PBT, Swiss Cherry, rồi bui cực kỳ chắc chắn. Đó, nói chung là nó tập hợp rất là nhiều những cái cao cấp ở trong bàn phím này. Đó là lý do vì sao một chiếc bàn phím này mình nói với giá hơn 2 triệu là rẻ đấy. Nếu như mà các bạn muốn mua một chiếc bàn phím như thế này, với cái cấu hình như thế này mà giá mà khoảng tầm hơn 2 triệu thì chắc là ở Việt Nam mình rất là khó kiếm, hoặc là chỉ có hàng 2ND mà thôi. Tuy nhiên thì cái hàng này bên mình sắp tay về và có giới hạn rất là ít thôi, một vài cái thôi, cho nên nếu mà các bạn muốn mua thì hãy click vào link ở phía dưới phần mô tả nhé. Có một số lượng nhất định thôi, chứ không có nhiều. Ok, video của mình review về chiếc bàn phím này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe ủng hộ kênh giúp mình nhé. Nếu các bạn muốn xem thêm những video về gaming gear thì các bạn có thể xem video ở phía bên trái đây, hoặc là video phía bên phải đây. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bên hàng đã tiền quá hết. Phê bye.